Bật mí, cách ru bé ngủ đơn giản, giúp mẹ có thời gian làm việc nhà. Rồi rồi, buồn ngủ khóc rồi đây nè. Bây giờ vô đây nha, ngủ đi cho mẹ làm việc nhà nha. Thiệt chứ cái điệu này là chân ái số 1 của em luôn á các mom ơi. Trộm vía con em nó hợp tác thích nằm trong điệu, nên thành ra là em cứ điệu nó là em làm việc nhà thôi. Ban đầu điệu á thì còn thức nha, mà em đi đi lại lại khoảng 5 phút là bé đã ngủ rồi nè. Điệu này em mua của nhà Kidworld dành cho bé từ 0 tới 48 tháng, có đai an toàn rất là chắc chắn luôn. Giá đỡ, thiết kế chuẩn chữ M giúp bé ngồi thoải mái và phát triển xương hoàn hảo nhất. Có mũ trùm đầu và đỡ cổ cho bé, và đặc biệt mũ trùm đầu là có chống tia UV luôn nha các mâm. Ban đầu em mua cái điệu này về em đâu có biết nó có nhiều cái lợi ích dữ vậy đâu. Khi mà em sử dụng rồi thì em mới thấy à trời ơi cái gì cũng tiện hết trơn á. Thiết kế lưới thoáng khí giúp bé mát mẻ khi đi ra ngoài. Còn đây là cái thanh trường để thay đổi tư thế ngồi của bé. Có 4 cách điệu, đó là úp vào mẹ, quay ra đằng trước, điệu đằng sau và điệu ngang hông. Tuy nhiên thì mình mới điệu có 2 cách, đó là cho úp vào người mẹ và ngửa ra ngoài thôi. Thắt lưng rộng thoải mái phù hợp cho cả bố lẫn mẹ điệu con đều được nha các mâm. Em ở nhà vừa chăm con vừa làm việc nhà thì mọi thứ cứ gọi là trơn tru là nhờ cái em điệu này đây. Em nhả vía cho các mom con hợp tác với cái điệu nha. Mom nào quan tâm tới cái điệu này thì có thể tham khảo thêm ở trong giỏ hàng em để bên trái màn hình nha. Bye bye.